Xin Thầy ban chúng ta vài lời ngắn ngủi để chỉ dạy chúng ta. Để chúng con xin Thầy. Hôm nay cũng có duyên lành tôi về đây thăm các bạn. Không nghĩ trước, hàng năm đều có sự hiện diện ở đây để thăm hỏi các bạn, cũng như các bạn trong đời gặp tôi để thấy sức khỏe là thế nào. Kỳ này chắc các bạn thấy cũng ngắn gọn hơn, nhẹ hơn, thơm hơn, khỏe hơn. Thì đó cũng là tin mừng cho chung. Và mọi người chúng ta gặp nhau để làm gì? Gặp nhau để tìm tại một cái gì lợi ích cho Phật hội. Đó, tức là tâm thành. Thì mượn một cơ hội để tạo lập sự ổn định cho nội tâm, nội thức của mọi cá nhân. Cho nên đến đây không phải là ăn bánh ngon, món quà ngon, nhưng mà đem lại tâm thức nhẹ nhàng cho chính mình, để thấy chúng ta không phải là con người thế gian. Nhưng mà chúng ta con người xa xưa đã đến đây học hỏi tiến hóa, thì chúng ta phải chấp nhận những sự thử thách, sống nhồi giữa biển cả. Hoàn cảnh người nào cũng có sự kích động và phản động, nhưng hậu mới có cơ hội kích động. Thì chúng ta đã hằng sống trong cảnh đó, mà để dồn lại cái bản tánh của chúng ta, sao còn giận, còn hờn, còn buồn, còn tủi, còn mê, còn chấp. Mà nếu không có sự kích động và phản động, là sao chúng ta thấy được? Cho nên chúng ta phải lấy quán lập. Thế nó làm cho chúng ta khó chịu thật. Nhưng mà rồi, sau cái khó chịu, chúng ta mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Mình nhìn bên ngoài, thấy tất cả đều vì ta. Thiên thử nhân gian di ngã độc tông, tất cả vạn linh biến hóa vô cùng. Tiến tới cộng rau, tiến tới học hạt lúa, tiến tới quần áo mặc, nhà ở cơm ăn đầy đủ hết. Là vì ai? Vì con người phục vụ cho tâm linh có cơ hội trú ngụ và tiến hóa, để cảm thức cái luật định qua qua sanh sanh của các bộ vũ trụ. Ngày hôm nay chúng ta là con người có cơ duyên sống trong tình người rõ rệt, biết thương yêu, tha thứ, biết xây dựng, biết kích bác, biết thù hận, nhưng mà không biết cái lúc hồi sinh là ở chỗ nào, giây phút hồi sinh ở chỗ nào. Sau sự kích động và phản động, sau sự đau khổ là hồi sinh. Cho nên chúng ta mang sắc phàm không sao tránh khỏi, cái sự khổ tâm. Những người có hiện diện nơi đây đều qua một cơn khảo đảo khổ cực, từ quê hương xứ sở đến đây, rồi chúng ta thấy rằng được một phần nhẹ nhàng nhạt trong cảm động hiện tại, một phần thôi, thì rằng trong nội tâm vẫn còn hoang mang. Đến đây rồi làm gì? Giải quyết được sự sống không? Sự sinh tồn của chúng ta có thể vĩnh viễn được không? Chết rồi đi đâu? Không biết. Vì vậy chúng ta mới tìm cái phương pháp là thuộc sửa tâm cư trực lưu thanh, soi hồn pháp luân về định, mà phải thường xuyên như vậy. Vì sao sống nó liên tục đến mà chúng ta không có bình tâm, làm sao chúng ta lái chiếc thuyền vượt khỏi sóng gió được? Tâm thức của mọi người đều là như sóng nhỏ, không đọc bên mặt, không đọc bên trái, không đẩy lui, cũng đẩy tới. Đó là những bài học tại trần. Thì mọi người đều học hết, từ con nít sơ sanh cho lớn lên thì đều làm. Mở mắt ra nhìn màu sắc, ham màu này màu nọ, mở miệng ra thích muốn ăn món này món nọ, rồi tới lớn trang hoàng, rồi muốn cho mình đẹp hơn người ta, rốt cuộc là mình xấu hơn người ta mà mình không thấy, tưởng mình đẹp hơn người ta. Mình nghèo hơn người ta mà mình không thấy, tưởng mình giàu hơn người ta.
mình thiếu thốn rõ ràng mà tưởng mình đầy đủ. Đó, trong cái nhầm lẫn mà không hiểu. Cho nên tu đi chi? Để trở về, lui về với thanh tịnh của chính mình. Để thấy vị trí của mình ở trong càn khôn vũ trụ này. Mình đang làm chủ trong một tiểu thiên địa kích động và phản động rõ ràng. Không có chối chạy được. Mà mình còn phản trách với cái sự đó là mình gây nghiệp cảnh khối óc thần kinh bất ổn. Khối óc của thần kinh của các bạn đem xuống thế gian là thực hiện tình thương và đạo đức. Và bạn bất ổn thì bạn lỗi là thuộc gì? Lỗi phá hoại. Mà ai làm cho bạn bất ổn? Chính bạn. Không hiểu bạn nhiều cho nên bạn chấp trước, mê trượt, không chỉnh đốn nội tâm của mình được. Mình có tu rồi mình mới thấy là té ra mọi sự rồi đóng sẽ sắp đặt vào đây, an nhiên tự tại, tận hưởng cái hạnh phúc hiện tại. Sự kích bác, sự đâm loạn, sự phá hoại cũng là mầm móng từ sự thương yêu mà ra. Tại sao mầm móng từ sự thương yêu mà ra? Chồng thấy vợ tu ghét, phá cho nó đừng tu. Vợ thấy chồng tu ghét, phá cho nó đừng tu. Cũng từ trong cái mầm móng của sự thương yêu. Vì sợ vợ mình nó điên, sợ chồng mình nó khùng, tu sao ngồi làm tin đó vậy. Nhưng mà nó không thấy là nó dọn đường về sự thanh tịnh, dọn đường về gốc gác. Nó từ đại thanh tịnh phân ly xuống thế gian, học những bài kích động và phản động, trở nên những chi hồi hướng trở lại nguồn cội mà nó không biết. Rồi làm cho gia can học hạt lẫn nhau, không hiểu giá trị của sự tu. Rồi một ngày nào đó nạn nó tới tấp, mới ăn năn buồn tuổi, rồi mới đi chùa, đi nhà thờ, đi kinh sám đặt, tùy theo cái tuổi tác của mọi người. Cho nên chúng ta may mắn biết ngồi thiền, chịu ngồi thiền, đó là cái duyên của tiền kiếp đã có rồi. Bây giờ chịu ngồi thiền, chịu sửa tâm sửa tánh, đó là hạnh phúc triền miên cho nội thân. Người chịu sửa tâm sửa tánh là người sang trọng nhất ở trần gian. Còn người tranh chấp là người bần tiện, đê hè, không biết mình, đập đầu người khác, thì trình độ thấp kém nó sẽ lôi cuốn xuống, chuyển kiếp làm con thú đấu tranh, không còn ở trong vị trí của người thanh cao nữa. Con người thanh cao là nhịn nhục, tha thứ và thương yêu, người đó mới là người thanh cao. Cho nên chúng ta người tu phải hiểu tại sao tôi tu, tại sao tôi trở về cái vị trí tu học, và tôi không thích động loạn ở bên ngoài. Tôi trở về vị trí trung thật là tôi tu học, là tôi trở về vị trí sẵn có của chính tôi. Vì tôi tranh chấp, tôi kích động và phản động, rốt cuộc tôi không có gặt hái được cái gì. Cho nên tôi trở về sự thanh nhẹ, tôi mới thấy tận hưởng hạnh phúc của cả cả không vũ trụ và nhân loại. Cho nên người tu dễ dàng, tôi nở nụ cười trong tình thăng bằng, chứ không học hành. Những người học hành đó là không có trình độ. Mang danh tu thiếu tu, mang danh tu phải tận dụng khả năng thanh tịnh của chính mình, nhưng họ mới ảnh hưởng chúng sanh. Mang danh tu mà kích động hâm phá người này, giết người kia, rốt cuộc là tạo khổ cho chính họ. Thuyền cũng phải chìm, làm sao về bên giác được. Tâm thức họ là chiếc thuyền đang trôi giữa biển cả, nhưng mà rước sự kích động và phản động thì rốt cuộc thuyền cũng phải chìm. Cho nên chúng ta người tu là tự tu tự tiến, khứ trượt lưu thanh trong ba pháp này, giải tỏa sự trượt ô trong nội tâm, và để cảm thức cái định luật hoa hoa xanh xanh nằm hẳn trong khối óc thần kinh cơ tạng của mọi người. Chính ta làm chủ, nếu ta thiếu thanh tịnh không điều khiển được thì khi ơi tình thương và đạo. Thử trong gia can các bạn thấy một ông cha hiền hậu, dù cho bà mẹ có hung hăng cách mấy chửi mắng, nhưng mà cái kỷ niệm đó không rời đứa bé được. Những đứa trẻ nó nhìn cha nó hiền thật, cha nó nhịn nhục thật,
cho nó đứng đắn thật. Đó là một ý chí để tận độ con cái. Người cha hung hăng không độ được con, người cha hiền hòa mới đem được cho đứa con một cái diệu pháp ra từ thực tâm. Vì nó sao? Nó có cái nghe, nó có quyền nghe, nó có quyền nhìn, nó có quyền ngửi, nó có quyền nói. Thì cái đó nó phải tìm hiểu sự thanh tịnh mà trở về với chính nó. Cho nên gia can các bạn cố gắng trở về thanh tịnh thì bông hoa đua nở, vườn hạnh gia can có, sự sống mới an nhiên tự tại được. Gia can không có vườn hạnh tu học thì cái gia can đó là gia can tranh chấp, chém giết lẫn nhau, chồng ghét vợ, con ghét cha, anh ghét em, gây thù hận, nó phát họa ra cho xã hội thối nát, không phát triển được, đầu óc bấn loạn, nghi kỵ lẫn nhau, không đoàn kết, kinh tế thất bại, chính trị yếu hèn, không phát triển được, liều mạng làm bậy, giỏi lắm là thằng ăn cắp mà thôi, phát triển không nổi tâm linh. Cho nên chúng ta người tu phải trở về với căn bản vị trí lãnh đạo, xây dựng tâm đức, cởi bỏ tất cả những cái chuyện phiền não sai quấy trong nội tâm mà đem lại sự thanh bình cho cộng đồng cơ đạn chủ thiên địa vũ trụ này. Nhiên hậu mới đứng ra đương đầu với mọi sự trong tình thương và đạo đức mới đem đạo vào đời được. Nếu mà không hiểu rõ cái chân lý đó, nói tôi làm chính trị, tôi làm đạo đức, nói tùm lum hết nhưng mà hành không đúng, khuyên người này khuyên người đó mà gia can lộn xộn không yên ổn, đó là tạo trược. Một cái hạnh hy sinh mình phải có, mình thực hành phải đúng, nhìn nhận phải đúng, làm việc phải đúng, nói đâu phải có đó, có trung có tính có nghĩa đàng hoàng, không có làm ngang, không có bước trên đầu người ta, mà không có làm những điều sai quấy mà thấy gắn liền tội trạng cho người khác, đó là một cái tội đã kết án trong nội tâm của chính hành giả. Rồi hành giả phải học qua một chuông khổ nữa, bị đày đọa ngay ở trần gian, đày đọa địa ngục mới có cơ hội hồi sinh đi qua lần đạo tập. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái đường lối đó, bây giờ chúng ta phải trở về với trật tự của chính mình, đó là ăn năn sám hối. Trở về với trật tự tự nhiên nó sáng suốt, của người ăn năn sám hối thấy tâm hư tật xấu của mình mà bỏ đi thì tự nhiên nó trở về thanh tịnh và sáng suốt. Khi thanh tịnh và sáng suốt thì đối xử với nhau rất bén nhạy, một lời một câu đủ thật tâm, ảnh hưởng cho chúng sanh, ảnh hưởng cho gia can, ảnh hưởng cho xã hội, cộng đồng đều có đạo đức. Con người có mang xác làm người mà không biết đạo đức, không biết xây dựng cho chính mình, làm sao có đạo đức? Trật tự của mình không có, làm sao có đạo đức? Tim gan tỳ phế thận trong này biết bao nhiêu cơ cấu vạn linh đầm thích, ăn một ngày biết bao nhiêu sự cầm khó của chúng sanh đã tạo từ hạt cơm miếng ăn cho mình, mà không biết thương yêu, không biết xây dựng, không biết cảm thích cái giá trị đó. Rồi tưởng là tôi ăn vô là tôi lời, rốt cuộc bệnh rồi mới biết mình lộ, ăn cho cố rồi bệnh lộ. Mà biết xây dựng cho mình được đàng hoàng rồi thì không sao, không sao xảy ra tai nạn đó. Mình biết vừa đủ, vừa đủ sức là đủ rồi, để làm việc, để phục vụ. Trong định luật vay trả hiện ngàn, cha con chồng vợ đều là nằm trong luật vay và trả mà thôi, mà không biết làm sao để trả, mà không thấy rõ chuyện mình đã vay. Khi mà thấy rõ chuyện mình đã vay thì mình phải kiên nhẫn nhịn nhục rồi mới có cơ hội để trả cho người cha. Nó bệnh, nó hổn thích trên giường cha mẹ, làm sao trả xong cái nợ này, tôi có thể giảm thọ cho con được sống. Một con có hiếu thì mong sao tôi giảm thọ cho cha được trường sanh. Thấy cái luật vay trả, mọi trong gia can đều đang sống trong cái luật trời rõ ràng,
không có bảy vai nào sai chạy hết. Nhưng mà chúng sanh không hiểu làm sao để đọc được cái luật đó. Phải mua sách đọc mới biết. Không phải, không cần sách, tâm thanh tịnh thì thấy rõ luật trời. Tâm thanh tịnh thì lấy rõ kinh Phật trong tâm. Trong có biến thành không, trong không biến thành có, nằm đây trong tâm thức của chúng ta, khối óc của chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu được thì triền miên học hỏi và khai mở tâm thức. Cho nên con người quý quý lắm. Thế gian không có ai thể có thể chế các bạn ra được. Ra một lần là phải thực hiện tình thương và động lực trong học hỏi. Các bạn muốn làm quá thái rồi rốt cuộc các bạn cũng ăn năn. Rồi lấy dao giết người rồi các bạn cũng thủng thâu đêm. Thái luật trời trong tâm thức. Chứ không phải là tôi hay, tôi đi giết, tôi hạ cái đám đó, tôi đưa cái gì, tôi lợi cái gì. Mà khi hạ được người ta rồi, thấy thổn thức, đau, thương, khổ cực vô cùng. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý này. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta không có phạm. Mà không hiểu rồi, rất dễ phạm. Cho nên phải tu, phải triền miên nhắc nhở mình, khai chuyển tâm thức của chúng ta. Phần hồn chúng ta giáng lâm liền xuống cái đùng tối hù à. Ở trong cái xác này tối hù à, không thấy, nhắm mắt là không thấy gì hết. Bây giờ chúng ta tu cho soi hồn, nhắm mắt chúng ta thấy ánh sáng càng ngày càng lớn, nới rộng ra, tâm thức càng ngày càng mở, sự nắm nảy nó tung phá ra và không còn lưu trữ trong tâm nữa. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của thanh tịnh. Mắt nó sáng, khối thần kinh óc nó ổn định, thì chúng ta mới thấy là từ bi lại, chúng ta mới học từ bi. Chúng ta có từ quan mới học được từ bi. Con mắt được soi hồn nó mở sáng rọi kiến, các bạn thấy con mắt có từ quan. Trước khi tôi chưa tu mắt tôi khác, bây giờ tôi thấy mắt tôi sáng. Tôi càng ngày càng sáng choang, càng thích cặp mắt của chúng ta. Rồi từ đó cái từ quan nó mới truyền cảm nó người khác, sự bị cái nhồi quả nó mới thức tâm nó mới xây dựng được cái dũng chí. Mà nắm được cái dũng chí rồi nó mới nghĩ chuyện phản đối chúng sanh, là nói cho người ta nghe sự thật của tôi đã hành và tôi đã đạt. Đó là một cái ảnh hưởng rất mạnh và để cho mọi người thấy rõ đường đi hơn. Không có bắt buộc họ, mình chỉ lo tu. Ngày nay cảm thức thế này, đạo pháp tôi khỏe mạnh, tâm tôi được an nhiên tự tại, tôi thấy sự sống còn của tôi đời đời bất diệt. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, chứ tôi không sợ sống chết, không có sự sống chết đe dọa tôi. Tôi thấy tôi cấu trúc từ siêu nhiên, từ cái không đến tôi về không, thì chuyện đương nhiên phải đi như vậy. Các bạn thấy rõ ai chết không chôn đất, chôn đất 5-10 năm rồi dỡ ra cái hồn đâu còn gì nữa, mở ra là có không khí nó bay hết. Nó từ cái không đến nó phải trở về cái không. Nó bay đi đâu nó cũng vẫn trường tồn trong quả địa cầu này, trong cái sự chua cay chát đắng mặn nồng, kim mộc thủy hỏa thổ tứ đại đầy đủ khối hợp thành, thì nó phải quy nguyên tứ đại thì mới phân tách ra rõ ràng. Nó từ siêu nhiên hình thành cái cơ tạng này, mà cơ tạng sát phàm này đầy đủ không thiếu gì. Mỗi một tổ chức đều tinh vi, sợi tóc, sợi lông của các bạn đều tinh vi, có sự nuôi dưỡng, có sự sắp đặt, tấn thối đều đủ hết rồi, có sự phòng bị, chứ không có thiếu. Mỗi tế bào đều có một tổ chức rất tinh vi, của Thượng Đế, của ông Trời, cho phải của người Phật. Cho nên hiểu được cái luật này, thì chúng ta mới đi tới cái chuyện kinh kệ tu học. Nhiều người không hiểu gì hết, tối hù nói chuyện kinh mà không hiểu kinh kệ nằm ở đâu. Thần kinh nẻo hấp trong khối óc của chúng ta chưa khai mở được, ôm có kinh giảng sai và không phát triển được tâm thức. Cho nên dùng cái phát triển này khai mở tâm thức, thắt từng la giống bảy lớp thần gân trong này nó khai triển hết, nó mở ra thì cái tâm thức nó sáng suốt. Khi nó sáng suốt nó phân giải rõ rệt, cũng lời nói mà lời nói ngắn gọn, mở tâm thức cho mọi người. Mọi một câu nói cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh tại thế gian, chứ phải cho một người một cả đâu.
Cho nên chúng ta mở đều rồi chúng ta mới có khả năng nói như vậy. Khai thông ngũ tạng, khai tâm khói ấm, hòa cùng với càn khôn vũ trụ, nhập định mới thích tâm, truyền đạt tâm thức cho mọi người. Nhiều người cũng hiểu lý này lý nọ mà nói ra chặt là bể cái là không có dạy, không cách gì trả lời nó. Tại vì nó không thực hành, nó thiếu thực hành, lý luận. Rồi tự nó đi sai mà thôi. Với vui là phải thực hành. Thực hành để thấy, thực hành để hiểu, thực hành để cảm thức, thực hành để nhận được rõ ràng. Trong từ ly từ tí của mình đã thành đạo, chứ không có nói ở và không làm ở. Cho nên các bạn có duyên đến đây để học tu, mà phải nhớ rằng tôi nhắc một lần nữa là phải thực hành. Không ai giúp bạn ngoài bạn. Để mở tâm thức và tuôn ra, phá tất cả những cái sự cố chấp trong nội tâm, tuôn ra để hưởng tận hưởng cái thanh nhẹ hạnh phúc của vũ trụ. Nếu mà không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, đâu có ai sống được. Không có sự siêu nhiên hỗ trợ thì chúng ta không có đây, không có lời nói, không có tiếng nói và không có hoạt động được. Hoạt động này hoạt động của càng càng cộng đồng càng khôn vũ trụ chứ không phải của cá nhân. Phải hiểu cho này, các bạn quý lắm, không phải là đồ bỏ. Nhưng mà họ không hiểu, họ làm sai, họ khi dễ của người. Đó là một tội trạng rất nặng. Mà phải dùng cái diệu pháp để con người tự thức, tự chủ, làm chủ lấy mình, thực hành để khai mở tâm thức và đóng góp cho cộng đồng, đó là đúng được. Cho nên từ đây sắp sau các bạn nghe ai giảng cái gì phải hiểu, phải diệu pháp không, phải đưa tôi tự thức không, để tôi có cơ hội tự chủ và phát triển tới vô cùng. Đó là thức bình đẳng của chư Phật, thành đạt mới nói được. Người chưa thành đạt cũng không nói được, còn phân giai cấp. Người thành đạt mới truyền cảm tâm thức trong bình đẳng khai triển và nắm lấy cùng đi cùng tiến để xây dựng cái thanh quang cho vũ trụ càng ngày càng mạnh. Mặt đất nó mới có sự thay đổi. Thiếu thanh quang thì mặt đất vẫn còn cạnh tranh trong sự chém giết thù hận khí giới. Rốt cuộc phần hồn nó mới chết. Việt Nam trước kia 50 triệu bây giờ tăng bao nhiêu triệu rồi thì con người đó chứng minh phần hồn có chết. Nó luân hồi mãi mãi, học hỏi và thăng hoa, điều động bởi bề trên chứ không phải dưới này. Cho nên chúng ta cũng điều động bởi bề trên, chúng ta mới có duyên lành tu học, có duyên lành đến đây để học hỏi từ vật chất cho tới tâm linh. Hiểu rõ điều này, cố gắng lo sửa mình, tâm liêm chính tu học rõ rệt và được phí cái giá trị của chính mình. Mỗi người đều có một vị trí tốt đẹp đóng góp cho vũ trụ này, chứ không phải là u ơ như một người ngu dốt mà đánh định một con người không có giá trị. Con người lúc nào cũng có giá trị. Nếu các bạn không có giá trị, các bạn đi từ biển cả này tới biển cả kia mà các bạn cũng vượt được đến chỗ mình là không phải chuyện dễ. Chuyện con người không có thể tưởng tượng được. Chính người Việt Nam đã thực hiện qua một cơn di dân vĩ đại cả đất châu này để cảm thức và để hồi tưởng lại cái chuyện chúng ta không có thể làm được. Nhưng mà vậy trên là sắc đẹp. Cho nên chúng ta ra đây phải tập tự cố gắng học hành. Tu là học được một cái nghề chuyên môn cho suốt kiếp của các bạn và tới kiếp sau, đời sau cũng là nắm cái chuyên môn này là các bạn đi tới mà thôi. Mở trí, mở tâm và đi tới vô cùng. Không nửa chừng các bạn tu, tôi sơ hồn pháp luân thiền định bây giờ tôi bỏ, đó là bạn phản bạn mà thôi. Bạn tu cho bạn chứ không phải tu cho ông thầy, hay tu cho ông trời, hay tu cho ông Phật. Tu cho chính bạn mà bạn bỏ là bạn phản bạn mà thôi, chứ không có phản đạo nào hết. Đạo này không có cần tổ chức nhiều, không cần phe đảng, không cần một nhóm người này nhóm người nọ, ngồi lại nghe rồi mọi người phải trở về với tự tu tự tiến thì thật sự đóng góp cho bề trên, cho phần đóng góp cho thế gian này. Thế gian này sự sống là nhờ thanh quang của vũ trụ mới sống. Cây cỏ mà không có mặt trời mặt trăng chiếu cây cỏ chết hết, thì nhờ bên trên chứ không phải dưới này. Và chúng ta tu hướng thượng thì chúng ta đóng góp ở bên trên cho vũ trụ càng ngày càng thanh nhẹ. Cho nên số người chúng ta đến đây ngồi ai cũng bình thản thanh nhẹ và không có lộn xộn.
Nhưng mà chúng ta ra chợ đời thì mỗi người một chuyện để lộn xộn vậy. Mà chúng ta hứa thử rồi chúng ta thấy tâm thôi. Cho vũ trụ được nhẹ, căn nhà được nhẹ, mỗi người được đồng hưởng, cộng hưởng cái hạnh phúc trong giây phút kỳ nghiệp này. Năm nay tôi về đây, các bạn có gì thắc mắc cứ đặt câu hỏi thẳng đầu tôi sẽ phục đáp sự theo khả năng của con và chính tôi. Đâu ai có gì thắc mắc, đời đạo muốn cái gì cũng được. Nhớ đây. Đây anh chị em là có thắc mắc thì bước lên đây ngồi. Bước lên đây. Xin mời chị Hằng bước lên đây. Như trong gia đình nói chuyện vậy nó mới thoải mái. Còn nói bậy bạ nó quên rồi. Người thật phải nói thật. Xây cái mặt cho người ta quay cái mặt chị Hằng không? Đó, ngồi đây nói. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi về hướng nhà. Thầy nhà con có con đường nó chạy thẳng vô nhà mà con nghe thấy nhiều người ta nói cử đó thầy. Không, cái đó không tốt, người Việt Nam mà người Tàu cũng cử ghê lắm. Nghe nhà là cái đường nó chạy thẳng vô là cả nhà con cũng biết được mà lắm. Nhưng mà nó có hại gì về tâm linh? Nó cũng hại lắm, nó khó ở. Thì đó là đối với những người không có tu, mà những người mà tu nhẹ rút trên bộ đầu là không có sợ. À, đâu cũng ở được. Bởi vì nó hướng trên. Một người thường là hướng ăn thua bên ngoài thì phải lựa cái hướng thuận cho chúng mình. Mình ra làm ăn phải cứ hướng thuận thì nói câu nói này dễ dàng. Còn hướng nghịch, đã sống trong hướng nghịch, ra thế gian nó nghịch cái nữa là mình nhận. Thấy không? Dạ, xin mời em lại đây. Thầy, con đến đây hôm nay cũng là thầy chuyên. Dạ. Con muốn có câu hỏi với thầy là trong một lúc rất nhiều bạn đạo cho mình có tình tâm đủ với thầy đó. Thì làm sao trong một giây phút đó thầy có thể đến một tình trả lời cho tất cả những bạn đạo giây phút như vậy. Nếu hướng về tôi thì cái đó sai. Cái hướng về càn khôn vũ trụ, hướng về thanh quang để giải thoát, thì lúc nào thanh quang cũng có thể chiếu được. Bây giờ anh coi cái máy cassette này, nó gắn điện thì điện làm việc cho nó rồi, anh thấy không? Thì đằng này cũng cái lỗ điện, mà đằng kia cũng lỗ điện, mà đằng kia cũng lỗ điện, mà điện nó làm việc cho tất cả mọi cái nhu cầu. Hiểu nguyên lý đó không? Đó là điện năng. Và điện năng thanh tịnh là thực phúc đáp vô trong sự thanh tịnh. Mà họ chịu gắn cái principle rằng họ gắn vô vậy là họ. Nhưng mà họ hướng về càng không vũ trụ. Cho những cái điểm của vô vi là điểm trung tâm. Tất cả đều là trung tâm. Niệm Phật cũng nghĩ vậy. Chứ không cần phải hướng về thầy. Hướng về thầy nó nói cái xác thầy. Hướng về sự thanh tịnh. Đó là cái power, là cái điện. Mà nó gắn cái điện đó là điện làm việc. Cách sách lớn cũng làm việc, mà cách sách nhỏ cũng làm việc. Thế thì sở dĩ và nói thầy, trong gia đình con có những kia. Mà chính người ta nói có những giây phút mà nghèo, hôm nay thầy đã điện. Cái đó đó. Thế vì họ hướng về cái đó. Thì sự, cái luồng điện nó truyền liền. Nhưng mà tâm thức họ nghĩ đó là tôi, nhưng mà kỳ thật là cái thanh quan của vũ trụ. Bây giờ anh không có tu pháp gì hết mà anh bị ta gạt cái trò tiền rồi không có tiền anh con. Trời ơi, trước thế gian này sao mà nó khổ quá, gạt cho tôi không còn cái chỗ thì tổng trời biết tôi thưa cảnh sát nó cũng thì lúc đó anh nhận ta đâm thế nào cũng đỡ học được cùng rồi anh kim thiết chặt hơn anh thấy không? Đó là cái nguyên lý nó làm nó thấy con có hỏi nó về bản thân con thì sao lại con sao gặp được cái bất hạnh quá thầy có thể anh
thấy cái sự bất hạnh của hiện tại, nhưng mà anh thấy tiền kiếp. Sự bất hạnh là sự ưu đãi cho người tu để tiến hành. Nó không bất hạnh, anh không chán nản. Khổ, anh mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Mà khi anh thấy cái khổ này, nhờ cái khổ này mà nó đưa anh tìm cái sự sáng lạng vô cùng ở tương lai. Cũng như anh nhìn lại Đức Thích Ca đương sung sướng mà đi, nhìn đó anh khổ như vậy. Anh đã từng nhìn đó mấy chục ngày trước mà anh bắt anh khổ của anh mà còn sung sướng thì anh có cái gì khổ hả? Khổ nữa đi, khổ nhiều nữa đi, thì anh mới có cơ hội thanh lập tâm của anh. Đó, anh mới thấy rằng mình đang chấp, mình đang mê, mình cảm thấy khổ. Cho nếu mình phá được chấp, phá được mê, hạnh phúc không khổ. Cái áo này biết bao nhiêu sự thông minh của người đang có. Cái đồng hồ này bao nhiêu người chứ không có loài người đã làm cho anh không khổ. Con thì trước đây con chưa có hiểu biết gì nhiều. Con thì cũng không có học gì cả. Qua đây thì đi làm. Sống con thì cũng bình thường lắm. Nhưng mà con cũng muốn tìm những bài thiền. Mà thì trước mắt là khi nãy giờ con đã nghe thầy thuyết một số bài thiền. Mà từ lâu con cũng có một vài câu hỏi. Nãy giờ con nghe thầy nói rằng con người là do đời trên phát ra ra và xuống đây để học hỏi. Như vậy thì sau khi con người chết đi, nếu như con người mà gọi là sống mãi mãi không biết thì phần hồn có được đi lên đời trên bản thân đó. Phần hồn là bất diệt. Con người không có sống muôn kiếp được. Một lúc nào Tức là thay đổi và tiếp tục đi học phần hồn. Phần hồn sẽ tiếp tục tồn tại môn kiếp trong đời. Đó là thế này. Như vậy thì mình học ở đâu thì nhanh nhất? Học ở môi trường làm con người là nhất nhất. Bây giờ anh nói làm con người sướng là khó, nói được nghe đi. Thế thầy, theo cái nhìn của con thì con người sướng hay khổ là tùy theo cái nhận thức và sự học tập của chính mình. Nếu như mà mình cảm thấy rằng nếu như con cuộc sống của mình mà đưa vào một cái môi trường không may mắn, mình cảm thấy mình sẽ khổ. Nếu như cuộc sống của mình đưa vào một môi trường mà mình có thể làm việc được, tìm được những cái gì mà đem lại cho mình vui sướng, thành công trên mọi nẻo đường, thì mình cảm thấy đó là mình vui sướng và hạnh phúc. Sướng là con vĩnh cửu. Theo con thì bởi vì con người sống trên thế gian này không thể gọi là vĩnh cửu. Bởi vì ai cũng có thể sống giỏi lắm là 100 năm thôi. Chỉ có một vài vị tiền bối nào mà có thể sống hơn, nhưng mà rồi cũng phải chết. Cho nên con người không thể có cái niềm vui vĩnh cửu được. Và tất cả mọi loài cũng không ai có niềm vui vĩnh cửu. Thậm chí theo cái nhìn của con, ông Phật cũng không có niềm vui vĩnh cửu luôn. Bởi vì nếu như thật sự các Phật trên thế gian này, trên cái thế giới này, vũ trụ này, thì ông nhìn thấy loài người chiến tranh chết chóc như vậy, ông cũng đau khổ luôn. Nếu ông thương loài người thì bản thân ông cũng đau khổ. Cho nên không có ai mà nói rằng là mình vui sướng vĩnh cửu. Cho nên một khía cạnh lý luận của đời thì chỉ thấy có một khía cạnh. Ông có thấy được hai mặt, không thấy được hai mặt. Cho nên nãy tôi giảng đó là hai mặt. Cái xác này cấu trúc từ siêu nhiên mà có, hình thành không phải là ở thế gian người ta ép mình ra được mà tự chế mình ra. Một cái ngón tay của anh cũng phải, mặt không có dễ mất bao nhiêu tỷ bạc cũng như thế. Nghe không? Chỉ cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Mà nếu mà tu bỏ nghiệp tâm mà trở về một vị Phật thì người ta từ cái khổ đi tới cái sự đời đời thanh tịnh hạnh phúc. Không có ông Phật mà nhìn thấy người ta khổ. Ông Phật phải nhìn hai nghiệp mặt và trái. Vì thằng này nó phạm luật, vì nó ôm luật xuống thế gian mà nó phạm luật thì nó phải học cái bài đó để nó trở về
với sự sanh xuống của chúng thì ông Phật không có thấy người ta đau khổ. Chúng sanh tới than cho ông Phật là tôi đau khổ. Bởi vì ông Phật không thấy con người không có chết. Cho nên ông Phật ông cái cha ông trước này, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì chúng sanh là mang cái nghiệp, duyên nghiệp là cái thể xác này là duyên nghiệp. Duyên nghiệp, cái xác này nó tạo cái sống sông mê, nó là duyên nghiệp. Rồi nó phải giải nghiệp ta, lúc đó nó mới trở về Phật được. Mà khi nó trở về Phật đó là nó an nhiên tự tại. Mà an nhiên tự tại đó là cái luồng thanh quan, luồng từ quan của Đức Phật phải tận độ chúng sanh. Đức Phật luôn luôn tận độ chúng sanh, không thấy chúng sanh đau khổ. Cũng như là cha mẹ luôn luôn anh lo cơm áo cho con này thì cho nó, anh thấy con đau khổ, chỉ nó từ chối là nó đau khổ. Anh hiểu chỗ đó không? Đó là tình mẹ, tình Phật cũng như tình mẹ thương con, hay tình cha thương con như vậy. Đó, cho nên ông Phật không phải là ông Phật ông nhìn chúng sanh đau khổ rồi ông đau khổ nói để tu Phật làm gì, giải thoát cái gì cái gì đó. Con xin con hỏi là, thưa thầy, như vậy thì tại sao con phải xuống thế gian này? Tại vì con tội chưa hoàn thành. Như vậy tội thì con phải học cái nhịn nhục. Yeah. Rồi để tiến hóa lên một chỗ tinh vi hơn. Dạ. Như vậy thì con người trên thế giới này càng ngày càng đông. Như vậy thì càng ngày con người ở trên bề trên á, càng ngày ở trên, tức là con từ đâu đến? Có nghĩa là con từ ở một nơi nào đó bên cạnh của Đức Phật đi, một nơi thanh tịnh ra. Như vậy con người càng ngày càng gia tăng trên thế giới này. Người Trung Hoa bây giờ là trên 1 tỷ. Như vậy cái số người mang tội càng ngày càng nhiều. Ở đâu mà tới đây càng ngày càng nhiều? Đó là cái cơ tiến hóa định luật quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ và dẫn tiến nhân loại tiến hóa. Chứ không phải là nói ở đâu hỏi cái cây sạn cát tiến hóa rồi đi đâu về được con người là hạnh phúc lắm. Từ con người mới suy tư đến tiền Phật thần thánh. Con chỉ muốn hỏi là tại sao con người xuống thế gian càng nhiều? Có phải chăng họ đã đó là định luật của tiến hóa? Từ cổng cỏ hỏi cho anh được làm người chứ mấy cổng cỏ không trở nên làm người sao? Thì cái cơ trời thay đổi, nguyên khí của vũ trụ thay đổi thì dẫn tiến tất cả những đó nó phải hội tụ trở lộn lại. Nó hội tụ nhiều kiếp nó mới thành tựu một cái hình thành từ sâu bỏ biến hóa tới con người. Con người từ mọi trạng thái mà có trong mỗi một, không có một trạng thái mà nếu mà chính chúng ta thấy rằng tôi một trạng thái suy tư sự eo hẹp không phải con người. Từ mọi trạng thái mà có, khi anh thấy cây cỏ nó gãy cũng đau lòng, cái bông anh để trong nhà mà đi làm gì thấy nó rung nó xìu mình cũng buồn. Mình đã từ mọi trạng thái mà hình thành một khối óc tinh vi bây giờ, cho nên khối óc bây giờ là quan trọng lắm. Cho nên mình phải biết trở về với sự thanh tịnh và thanh lọc, mình thấy mình mới hòa tan với mọi trạng thái. Mình phải ở, mình thấy rõ mình từ mầm móng của sự thương yêu mà ra sự đại thanh tịnh mà ra. Chứ không phải người thế gian lý luận hai câu rồi chế mình ra được, không còn chế không nổi. Anh hiểu cho đó không? Thì mình đã hiểu cái định luật quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ của vũ trụ. Con biết rằng con người là có con người được hình thành là tại mọi quy luật tiến hóa, mà không phải là ở vô vi pháp, không phải là ở Đức Phật Thích Ca Như Lai, không phải là từ những cái vị Bồ Tát, mà cái đó người ta đã chứng minh ra được, đó là nhờ ông Darwin, ông đã chứng minh ra được là con người đã hình thành là qua một quy luật tiến hóa. Con người được sinh ra bởi vì là càng ngày càng tiến hóa, số lượng con người phải càng ngày càng đông, bởi vì là theo cái quy luật tiến hóa là phải sinh trưởng và phát triển. Đó là quy luật của mọi loài, không phải riêng chi con người, cây cỏ cũng vậy. Cái đó là ông Darwin đã chứng minh được rồi, và hiện nay nó đã phổ thông vào trong các trường trung học đại học. Cho nên theo cái nhìn của con, cái đó không phải là nghiệp chướng. Con người sinh ra lớn lên và phát triển đó là quy luật bình thường, chứ không phải là con người mang một nghiệp chướng mà phải cần đi đến một chỗ thanh tịnh.
tại sao những con người cũng như ông Đạt Nguyên là ông đã tìm ra cái chuyện đó. Hỏi ông Đạt Nguyên bây giờ ông muốn cái gì? Ông muốn sự thanh tịnh không? Đối với con, ông Đạt Nguyên không phải là muốn sự thanh tịnh. Nhưng mà ông Đạt Nguyên cũng bao nhiêu người khác muốn đến khi đã ở trong thế giới này thì ổng cũng muốn làm một cái gì đó cho nhân loại mà thôi. Tức là ổng tìm hiểu một cái gì đó để góp phần vào cái kiến thức cho nhân loại mà thôi. Ngày nay chúng ta có chiếc xe đi, có một chiếc máy bay để đi nước này qua nước khác là nhờ những nhà khoa học đó. Họ đã góp phần để xây dựng thế giới này càng ngày càng đẹp. Hỏi chứ tại sao ông Đạt Nguyên làm được mà anh làm được? Thưa thầy, theo cái ý của con, ông Đạt Nguyên làm được mà con làm không được là nó có nhiều khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là ông Đạt Nguyên sanh vào, ông đã được sống vào một cái đất nước thứ nhất là giàu có. Gia đình ông tạo điều kiện cho ông ăn học đầy đủ. Còn con chẳng hạn, con ở Việt Nam thì con không được học gì. Nhưng mà bởi vì con sinh vào một đất nước nghèo khó và chiến tranh, cho nên con không may mắn bằng ông Đạt Nguyên. Nếu như con được sanh vào trong một nơi như ông Đạt Nguyên, có điều kiện như ông Đạt Nguyên, thì con nghĩ rằng con làm không bằng ông ta thì con cũng làm được hết đáng. Sai rồi. Có nhiều người Việt Nam đã gỡ con ra đây học trước khi chạy nạn. Nó còn giàu hơn ông Đạt Nguyên nữa, nhưng mà bây giờ nó cũng đi quánh cờ bạc, nó không có nghĩ như ông Đạt Nguyên được. Tại sao? Nói đó là trứng mỏng đó. Mà lấy cả tinh túy của quốc gia thì mình cho nó đi du học, nó đi chơi, mà giờ nó làm được. Bởi vì con sẽ trả lời với thầy là con người không ai bình đẳng như nhau được. Không có người nào bình đẳng như người nào. Không có người nào có mỗi lý trí giống như nhau. Mà họ phải khác nhau bởi vì cấu tạo của mỗi người khác nhau. Từ tế bào nó đã khác nhau. Từ những kết cấu trong cơ thể nó đã khác nhau. Cho nên sinh ra mỗi một con người đều phải khác nhau. Anh này đẹp hơn cháu, cô này thông minh hơn, cô này dễ thương hơn, cô nọ dễ ghét hơn, mới gọi rằng là muôn hình vạn trạng trong thế giới. Không phải ai cũng như ai. Cháu không thể là ông Đức Phật Như Lai được. Cháu không phải là ông Đạt Nguyên bởi vì cháu không thể thông minh bằng ông. Vì cái cấu tạo trong cơ thể của ông, cho nên ông thông minh hơn cháu. Đặt cùng hai người vào trong một cùng một môi trường giống nhau, dĩ nhiên người ta không thể cùng một môi trường giống nhau được. Cháu không thể là ông Hitler được, cháu cũng không thể là ông Reagan được. Nhưng mà chưa chắc đặt ông Reagan và ông Hitler vào cùng một điều kiện, một môi trường như nhau mà hai ông đều như nhau. Nhưng nếu cháu bỏ ông Reagan về Việt Nam thì ông ta cũng giống như một người bình thường mà thôi. Ông không làm được một cái gì cho thế giới này đâu. Đó là cái chuyện mắc phạm. Dạ. Yeah. Còn cái chuyện ân phước của mọi người khác nhau. Cái đó theo quy định khác nhau. Dạ, theo cái nhìn của tôn giáo. Cái nhìn người ta nhìn anh đi ra đây bằng cái gì? Cháu đi lên đây bằng xe. Hả? Ra đây bằng cái gì? Từ nhà cháu đến đây. Không. Từ Việt Nam đến đây cháu đi bằng thuyền. À, đi bằng thuyền. Ông đi ghê thì cũng phục anh. Tôi không nhắn đi. Tại sao anh không có cái tài như ông đó được? Anh đừng đề cao ông đó. Nhưng mà đã phá cái đó để anh đi tới. Khi mà anh biết ông Đạt Nguyên là hay, tại sao anh có khối óc như ông Đạt Nguyên mà anh không có mở ra? Anh tu thanh tịnh, anh thấy anh có bao nhiêu để đóng góp chung như ông Đạt Nguyên và ông Đạt Nguyên sẽ tiến tới. Dạ. Tốt hơn. Đó là cái ý chí vô cùng. Mà ông hỏi ông Đạt Nguyên, ông biết tôi là từ đâu đến không? Tôi đi chiếc thuyền rất nhỏ. Từ Việt Nam. Ông phải báo thục anh ấy. Cái ý chí vô cùng của anh, sức mạnh của anh có, anh mới dám đi vậy. Còn những người đó người ta đặt nhiều điều kiện lắm trước khi nó bước xuống thuyền, không có đi như vậy mới thấy một cuộc sắp đặt vĩ đại của cộng đồng tiên Phật chứ không phải người phàm. Đừng nghĩ lý luận là đúng và bỏ tất cả những cái gì mình đã thờ ưỡng cái ân phước của bề trên, đó là cái sai lầm. Mà khi thanh tịnh rồi, những người thanh tịnh đó, chính người Mỹ bây giờ cũng lý luận rất hay, nhưng bây giờ họ cũng phải tu tiền và sống cái tâm thuộc trên đất thuộc, lúc nào cũng thanh tạo mới chỉ họ nghĩ họ sung sướng trên đất thuộc. Chỉ thường từ đây về sau người Mỹ mà ta biết cái con đường siêu nhiên tự nhiên rồi là trên trăm tuổi chỉ thường đó. Cho nên mình đừng có thấy là khối óc tôi không bằng những Đạt Nguyên. Khối óc của các bạn nguy hiểm, vượt trùng dương, bất chấp là cái tinh thần đó ở đâu, bất khuất vô cùng. Nhưng mà chưa có môi trường sử dụng mà thôi. Có môi trường sử dụng là vẫn ra dùng được.
cho nên người Việt Nam khổ. Đại đa số bước vào Phật giới. Phật giới là dũng trí chứ không phải Phật làm biến. Ông Phật hay hối lộ, không có vụ đó. Phật là tinh trí, văn minh, khoa học, quyền bí, Phật pháp rõ ràng. Thực hành được, nắm được, rờ được, mó được, khai triển được tâm thức của chính mình mới ảnh hưởng được. Chứ không phải là người Việt Nam ngu, là khờ, là dại, không đâu. Ra đây, người Việt Nam học đứng ở nước mà đâu có tệ. Nó sanh trưởng ở môi trường Việt Nam thiếu thốn, mà ra nó thi hạng nhất. Ai cho nó hạng nhất đó? Nó chịu đá phá tư tưởng của nó, khai triển đi tới sự thông minh, nó làm thành. Cái khối óc nó quan trọng. Nó ôm cái cũ kỹ, nó không phát hiện được. Nó dựa ông này, dựa ông kia, dựa ông nó không được. Ông đó là một chuyện, tôi cũng khối óc tay chân như ông, tôi cũng thể xác khối thần kinh như ông, tôi phải đá phá lên, tôi đóng góp như ông. Thì cảm động cái thứ nào, không có chậm, không có chịu trẻ. Mà mình ở trong cái cố chấp đó, ông này hay, ông kia hay, không ông nào hay hết. Ông này làm sao hay được rồi mới hay. Cho nên mọi người phải đứng dậy làm việc với vũ trụ. Sự liên hệ nguyên khí của càn khôn vũ trụ mình không có cúp được, không có bỏ được. Là một, luôn luôn mình sống với vũ trụ là một, thì cái óc nó mới mở. Cái khối óc quan trọng, còn phối óc, còn sự kiến thức, còn lý luận quý đó. Con người giá trị lắm. Mà không nhìn vào mình, thấy mình bơ vơ. Cứ nhìn thiên hạ, không nhìn vào mình, thấy mình bơ vơ. Rồi đề cao ông Phật, đề cao ông trời. Thì thật là ông trời, ông Phật là ở trong thức bình đẳng của mình, trong tâm thức của mình, trong phải ở bên ngoài. Rồi họ làm cái hình thiệt lớn, thấy hết hồn. Cái đó đâu phải to như to với ai mà lấy, ai mà nuôi. Phải không? Mà đại tâm cái thiệt bự để làm gì? Cái tâm thức của nó vỏn vẹn, càng nhỏ càng trong lành, càng minh chánh. Cái đó mới là cái quy. Cho nên những người ra đây có cơ hội đi học, đi đại học rồi này kia tốt. Nhưng mà tu trở lại thanh tịnh, mình hiểu cái basis đó, cái căn bản đó, mình nắm cái đó, mình lấy cộng với cái tâm thức thanh tịnh của mình biến hóa ra, thì kêu cứu đạt. Khoa quyền quý này, khi mà đặt cái gì, hiểu một cái gì, mình phải lấy cái sáng suốt của mình để hiểu, và đem cái sự hiểu biết là đem vô để cho khoa học tâm thức của nó mở ra, thì nó ngắn gọn hơn, nó ngắn gọn hơn, rồi nó liên hệ với computer, computerized của vũ trụ, nó đâu người nó sáng suốt. Mình lấy cái combination put to end result computer, nó không computer nó vậy đó, thì tự nhiên mình gom vô đây liên hệ đem cái kết quả tốt. Thấy không? Thì cái óc của ông nào lớn thì lớn thì kệ, mình nhỏ nhỏ mà mình nói ra là học hỏi, là mình được thắng được. Mà mình được điêu luyện bởi trời Phật vũ trụ, nhiều cái khó nhất người mình đi truyền ra đây là đã điêu luyện rất nhiều, mà tới đây là một thằng bơ vơ đau khổ vô cùng, nhưng vẫn sống tới ngày nay là một anh hùng và tầm thường, mà trở về thanh tịnh rồi mới biến qua ra. Không có khổ, không có sợ. À, lúc đó mình thấy Phật là những trời, không có những máy tính, không có những gì đó. Thực hành để đi tới, nắm chắc tình hình, sửa mình, ảnh hưởng người khác là đúng. Đi tới đâu đem lại sự bằng an cho họ, không có làm sự phiền muộn cho ai. Thì anh đem tới nhà, ta anh đem sự bằng an, chưa tới nhà là họ rước. Năn nỉ vô chứ, vô nói chuyện. Thì vui, bà xã tôi gặp anh thấy vui, ông xã tôi gặp anh thấy vui, mừng quá rồi. Quý lắm rồi, mà cái đó đâu phải cuốn sách. Cuốn bài của nó nằm ở đâu? Nằm ở trong consciousness, trong cái thức của mình đây này. Mình đem tới, nó vui. Vui nhà, vui của, vui anh, vui em. Thầy, thử thể hiện tình người rõ rệt. Thầy, cho con hỏi thêm một người đó. Theo cái pháp của thầy, đây là vô vi tập pháp không? Dạ. Vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, và khoa học. Ngôn từ là con cũng cảm thấy chấp nhận, con nghe thầy như vậy thì
theo thầy nếu mà kết hợp vô vi thì con người thông minh hơn, con người sẽ thông minh hơn. Tức là nếu mà đem lại được tâm cho con người trong tâm hồn mình một sự thanh tịnh thì mình sẽ thông minh hơn, mình sẽ làm việc có kết quả hơn. Như vậy thì cái học thuyết vô vi này nó đã đến với chúng ta từ rất lâu rồi. Con nghĩ có lẽ từ thời lão tổ rồi. Lâu phải không? Dạ, bên Trung Hoa. Như vậy thì nếu như cái này nó là một phương pháp hay và tốt nhất, tốt đẹp thì nó phải phổ thông trong quần chúng, trong mọi người. Tức là nó phải đưa vào các trường trung học, đại học và cao học để cho mọi người được học nó. Bởi vì nếu như người ta không dùng vô vi khoa học huyền bí Phật pháp thì người ta đi học nó sẽ chậm chạp thôi. Mà mục đích của chính phủ, mục đích của cha mẹ là muốn cho con mình thông minh, muốn cho con mình làm sao mà gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Những thành quả đó là để đem lại phụng sự cho loài người. Như vậy những thành quả đó muốn gặt hái nhanh chóng thì họ phải làm sao cho con họ được học những cái ngành đó. Như vậy tại sao môn vô vi khoa học huyền bí Phật pháp cho đến bây giờ vẫn chưa được vào các trường trung học, đại học và cao học? Cho nên cái vô vi Phật pháp ấy, nó không phải là liên vô là người ta nhận được. Nó là ở trong cái cao tầng hơn, khi mà người ta gặp cái nghịch cảnh nhiều chừng nào họ mới học. Còn phổ thông mà nó bây giờ mày làm gì mày học thông minh, nó không có làm được. Chừng nào nó thích làm rồi nó mới làm được. Còn không thích làm mà cứ bắt buộc người ta làm là không có đúng. Thưa thầy, cho cái duyên của nó đến là nó mới học được. Cho nên tại sao tôi bây giờ tôi đi giảng vậy, có mình tôi thôi, tôi đi khắp thế giới giảng. Rồi những người có trình độ học trong đại học rồi mới tu rồi mới ảnh hưởng. Lần nó lan ra. Mới thấy rằng tôi cũng học đại học mà tôi cũng thi, nhưng mà tôi không có bận rộn hơn anh gì mà tôi thi đậu rất dễ dàng. Là lúc đó anh mới cách nghĩa anh ta biết tôi nhờ cái gì. Còn hồi trước cái lỗ tai tôi chưa tu cái này, tôi bịt vô nó nghe ồ. Bây giờ tôi bịt vô nó không nghe thì tôi thấy cái trí tôi nó sáng suốt. Bởi vì tiếng ồ trong này nó chi phối tôi rồi, sự suy nghĩ tôi bị chi phối rồi. Tôi làm pháp luân tôi thấy thông suốt trong cơ tạng và tôi không có bận rộn như xưa. Thì tôi học mới đây là cái phương pháp hỗ trợ cho người học, mà người học hành rồi á mà nói người kia mới nghe. Còn tôi vô tôi nói đại học nó không nghe. Nên là ông khác, ông 6-7 tuổi ở nhà ông ngồi ông sơ ông pháp luân được, chứ tôi bỏ cái giếp rồi tôi quên. Tôi phải đọc, tôi phải học. Nhưng mà cái duyên của người tu về vô vi là cũng như bên cao đài họ cũng có vô vi, nhưng mà trước khi muốn tu vô vi cũng lại này kia nọ, tiên học lễ hậu học văn, khổ cực làm hành văn gì cơ bút được. Sau này cuối cùng rồi mới học cái vô vi, là tất cả cái duyên nghiệp nó rời bỏ rồi mới ngồi trong thanh tịnh học được vô vi. Cho nên vô vi nó là thuộc cái trình độ cao mới nhảy được đấy. Mà những người học về khoa học bằng lòng tu thiền để làm như vậy thì thấy rõ, và những người y học mới thấy rõ hồi trước mình bịt vô mới bằng đầu nghe ồ, bây giờ hết như học mình mặn những cái chấn động được cái vibration trong nó bớt rồi, làm pháp luân cái vibration trong này nó cũng yên ổn. Thấy mình muốn hồi trước như ngồi chơi trong cái phòng một mình ngồi cũng được, bây giờ mình ngồi 4 tiếng rồi ngồi thì làm bài nghe. Mà hồi trước ngồi chậm cái trong này đủ đi chắc. Rồi bây giờ ngồi thiền rồi nó thấy nó khác. Từ đó họ mới biết. Từ đó nó mới chạy vô trong cái làng đại học này kia họ đi tới. Rồi bây giờ cũng bắt đầu dần dần bên Tây rồi các chỗ cũng dần. Những ông bác sĩ ở đây cũng có bác sĩ kỹ sư rồi tôi. Rồi họ biết cứu ở chỗ nào. Họ xác nhận về khoa học. Đối với thần kinh có áp làm sao, đối với ngũ tạng sao, nói về trong cái y học. Những người đó bắt đầu biết rồi. Một mình tôi mà tôi đi khắp năm châu như không phải dễ. Rất khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay cũng thành tựu làm năm. Sẽ đi ra. Vì tôi thấy cái này là nó hữu ích cho con người. Tôi không có đi học, tôi không có vô trường như quý vị này. Tôi không có cơ hội đó. Nhưng mà nói tới đâu tôi diễn đạt và đem lại cho mọi người.
để cho người ta thấy rõ là giá trị của thanh tịnh, giúp đỡ họ học nhiều hơn và họ sẽ giúp đỡ rất nhiều, rất nhiều. Cho nên rồi đây cũng phải có trong đại học những người ta phát tâm cũng như bây giờ anh thấy cái này. Lần đầu nói chuyện tôi chưa gì, nhưng mà anh Diễn làm mà mặt mày nó thay đổi rồi, tâm trạng thay đổi rồi, anh Tứ anh nói đâu cần phải tôi nói nữa, hết rồi, tôi đâu có hồi trừ nữa. Tôi cho anh sửa cho anh khỏe anh mạnh rồi anh đi thấy rồi. Tôi trước khi chết tôi muốn trao cái gì cho chúng sanh, tôi trao lại viết sách của mình. Thưa thầy, con muốn có một số nhận định về chuyện về, nói chung là từ nhỏ con sinh, lúc con còn nhỏ con đã có một số khái niệm về tôn giáo, phê bình về tôn giáo và mọi thứ. Con phê bình để là con muốn học hỏi, tìm hiểu. Không phải rằng con sinh ra là con phải chấp nhận liền. Con không chấp nhận bất cứ cái gì trên thế giới này hết. Con không muốn chấp nhận. Nếu như người ta chứng minh được thì con mới chấp nhận. Còn người ta nói không chứng minh, con không chấp nhận bao giờ. Người ta nói rằng là mày đi ra ngoài kia mày dặm ra, mà con chưa có ra mà con không có dặm là con không tin. Cho nên con phải dặm ra con mới tin. Vì lý do đó cho nên tất cả mọi thứ con phải kiểm chứng lại bằng thực nghiệm, hoặc là bằng bất cứ mọi phương pháp nào. Bây giờ như thầy nói rằng là môn vô vi, là nếu mà như soi hồn mà mình kêu người ta làm thì người ta không làm. Đó cho nên là khó đem vào. Nhưng mà ngày xưa khi con đi học lớp 3, lớp 4 thì con không thích cái môn công dân giáo dục này. Nhưng mà thầy cô bắt con học rồi con cũng học được đó. Cho nên con nghĩ rằng cái môn vô vi này nếu như mà nó tác dụng tốt thì mình đem vào nhà trường người ta vẫn có thể chấp nhận được. Đó là một cái ý kiến của con. Cái ý kiến khác, cái điều khác con muốn nói nữa là về vấn đề thiền. Về con tạm gọi Phật Thích Ca là một người bình thường đi. Ông ta tên là Tất Đạt Đa, là Phật Thích Ca Như Lai gì đó, là tên của ổng. Con không nói, cũng giống như thầy dặn con rằng ổng không phải là cái gì ông trời ông Phật, mà cứ xem ổng là một cái người đã đi trước mình thế thôi. Ổng cũng sanh ra, ổng cũng có vợ có con, từ bỏ ngai vàng giàu sang địa ngọc để đi đâu để tìm ra được một chân lý cho loài người. Thì con xem ổng là một người phát minh ra một cái mặt nào đó về tinh thần cho con người. Con đến đây, cuộc sống ở đây thì đầy đủ thật, nhưng mà tại sao con cảm thấy mệt mỏi, bệnh tật, con cảm thấy con người không khỏe khoắn? Tại sao con không được hồng hào như thầy, hay tại sao con không được khỏe mạnh như những người khác? Thì con nghĩ rằng con đến đây, tất cả mọi thứ vật chất có đầy đủ để giúp cho cơ thể của con nó khỏe mạnh, nhà cửa, tất cả mọi thứ đều được là tiện nghi. Sau ngày làm việc con trở về nhà thì con nghỉ ngơi, con đồng ý là con có nghỉ ngơi. Nhưng về mặt tinh thần con chưa có nghỉ ngơi bao giờ. Bởi vì cứ chạy theo cuộc sống, tính toán làm ăn, nay thế này, mai thế khác, ngày mai là như thế nào. Thấy đất nước này tính bằng computer, đầu óc mình con cũng phải chạy theo bằng computer để tính với nó. Như vậy thì đó là lý do con nghĩ rằng thiền học hay là phương pháp thiền là chủ yếu đưa cho con người, tạo cho mình một tinh thần ổn định, thanh nhàn mà thôi. Chứ nó không phải là một cái gì của tiền kiếp hay là một cái gì của hậu kiếp, không phải là phần hồn hay là phần xác, không phải là một cái gì ghê gớm, không phải là một cái gì tinh vi phép thuật, mà cũng không có phải là một cái gì mà mãi mãi ở muôn kiếp đâu, mà con muốn nghỉ ngơi được tâm hồn. Sau khi con đi làm về thì con nghỉ ngơi thể xác của con, nhưng tinh thần của con đã trăm mấy chục năm nay rồi con chưa nghỉ ngơi bao giờ. Nào là hồi nhỏ đi học chút đỉnh thì con cũng là tới ngày thi con phải lo lắng, nào là cha mẹ la đầy ban đêm mà con cũng buồn, cho nên có bao giờ con nghĩ ngơi được tinh thần đâu. Cho nên ông Phật ông đưa ra cái phương pháp soi hồn này, phương pháp thiền ngồi như thế này để tạo cho tinh thần con được thoải mái và nghỉ ngơi. Thật sự là con nghỉ ngơi, ngủ không phải chim bao chim bị, ngủ không phải lo âu, cho nên tinh thần con được nghỉ ngơi. Mà tinh thần con được nghỉ ngơi cộng với thể xác con được nghỉ ngơi thì con cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn và hạnh phúc. Và con chấp nhận sau 100 năm là con chết là con hết. Con người, thầy nói con người từ không đến có, rồi từ có về không. Cũng giống như là Giê-xu đã nói, con cũng không thần thánh ông Giê-xu. Ông cũng nói ra một câu là con người từ cát bụi đến rồi cũng trở về từ cát bụi. Cũng như Vô Vi Lão Tổ cũng có nói là không có, có không. Cũng như tất cả những người đó, họ đã tìm ra được những quy luật về tinh thần, những quy luật về lý luận, nói về lý luận. Những quy luật đó con người sống là phải chấp nhận. Thiền là nó như vậy, chứ còn với con không nghĩ rằng là mình có thể xuất hồn, hoặc là con không có thể rằng là, con không nghĩ rằng thiền để mình chứng minh rằng con người có phần hồn và phần xác. Không phải rằng con không có nghĩ rằng thiền là mình có thể biết được quá khứ và vị lai. Nếu như mình biết được chuyện quá khứ thì mình không cần Buddhist.
Nếu như mình biết biết trước được chuyện vị lai thì mình có thể điều khiển thế giới này để đưa họ đến một cuộc sống thanh bình. Tại sao nếu như con biết được chuyện vị lai, tại sao con không làm được một cái gì cho thế giới này đến thanh bình mà để phải có chiến tranh hỗn loạn? Cái học thuyết, con nghĩ rằng học thuyết vô vi Phật pháp hay là học thuyết của Đức Phật đi cũng không đem lại cho thế giới này sự thanh bình, bởi vì có ai nghe? Họ không nghe được, bởi vì họ muốn cạnh tranh cho trong cái cuộc sống của họ, họ muốn tìm thấy sự vui sướng cho cuộc sống riêng của họ, cho nên mình không thành công. Cái thành công của con là con muốn trên thế giới này là phải thực sự và cụ thể, phải làm sao mà đem lại cho loài người một cái cuộc sống thanh bình mà thật sự bằng thực tế, bằng bàn tay, bằng khối óc, bằng bàn tay, và phục vụ cho chính họ. Chứ con không có bao giờ nghĩ rằng con tu về phương diện tinh thần là con có thể đem lại được sự bằng an cho nhân loại. Cho nên mới đi trong một khía cạnh nào đó thôi, nhưng mà đi sâu vô mới thấy mọi người đều mang cái luật của trời tâm thần, tâm thần. Người nào mà làm phá thái, người đó ăn không ngon, ngủ không ngon. Tại sao họ thiền, họ được nhẹ nhàng, là họ lập lại trật tự cho chính họ. Cho mọi cá nhân đều liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Chứ không phải là nói tôi muốn cho tất cả mọi người phải đi tới sự bằng an, cũng được. Ông trời muốn rồi, ông mới đặt luật. Ông giam cái hồn trong cái xác này. Anh nói là không nói chỉ cái hồn. Vậy nãy giờ ai nói chuyện đây? Xác này, nếu cái xác này mà ngưng đi, rồi cái đó ai nói chuyện? Sự sáng suốt đó ở đâu? Cái hồn làm chủ cái xác, đừng có nghĩ lầm là cái xác làm chủ cái hồn. Nếu xác nói chuyện được thì mình chúng ta vô trong cái nhà quàng kêu nó đứng dậy nói chuyện được, nó không được. Phương tiện của cái tâm thức đang điều khiển, mà tâm thức không hiểu được cái nguyên lý trật tự khối óc thần kinh, mà do cái tâm thức sự sáng suốt đang điều khiển, là một sự lầm than và mất ăn mất ngủ, sanh bệnh hoạn. Cho nên người ta tu thiền lên mà phương đó là phương tiện lập lại trật tự bằng ăn mà thôi. Còn cái khi mà lập lại trật tự bằng ăn rồi, lúc đó khi mình đạt được, mình thấy sáng đó là mình phải hành mới có, mình làm mình mới bình an, mình làm mình mới đem lại sự hòa bình cho người ta được. Mình tới nhà người ta mình không có bận rộn, mình lúc nào cũng relax vui vẻ. Còn có người đi tới nhà người ta hành hồng tranh chấp, cũng nói chuyện mà người ta nghe không thỏa mãn, ta nghe không sướng, ta nghe không nhẹ, ta nghe không tròn trịa. Mình nói đủ lý lượng soi bọt mép mà người ta nghe không tròn trịa. Là chỉ có một chiều, không có hai chiều. Cho nên con người muốn làm cách mạng cũng phải hiểu cái hồn chúng ta làm chủ cái xác. Trong cái xác làm chủ cái hồn. Ta tới đây học hỏi, rồi một ngày nào nữa ta tiến hóa qua một cõi khác cũng học hỏi vô cùng. Không có giới hạn. Cho nên trí khôn loài người là vô cùng. Ông voi bắt gì chơi cũng được mà, ông cọp bắt nhốt trong cũng được mà. Mình lên trên rừng thấy con cọp phải sợ, bắt con cọp chơi. Trí. Tu là khai triển trí và ý. Trí ý khai triển được mới nói được, mở được cái chuyện của mình. Lúc đó mới nói chuyện hồn. Còn khi không mà giờ ta được đi học nói hồn, tôi đâu có hồn. Anh nói cái gì với hồn, tôi đâu có. Nói tới nhân điện họ biết, tay tôi cục cửa rồi tay nó nhân điện họ biết. Họ nói hồn không biết, họ đâu có thấy. Sự sáng suốt của họ nên phục vụ tràn lan ra ngoài, rồi không có gom làm sao họ thấy cái enlightenment đó. Còn tu là nó sẽ gom lại, nó mới thấy cái enlightenment đó. Thì thấy cái sáng suốt đó. Thì nó mở được. Mà chính nó mở cho người khác mở cho nó không được. Cho nó ông Phật tu thành công, ông gì thương, ông cũng muốn ta hòa bình, ông muốn ta thương yêu. Nhưng mà dồn ra thấy người ta không thương yêu. Nhưng mà thật sự người ta từ trong cái mong muốn thương yêu mà ra. Họ giận, họ hờn, họ làm chánh trị này kia, họ nọ, họ cũng có nói gì chánh nghĩa chứ, họ đâu có nói bậy được, nói bậy ai nghe. Họ nói sự hòa bình với mặt đất. Nhưng mà cái luật của mọi người khác nhau. Anh này thiện khác, anh này ác khác. Ngồi lại mới thấy phê bình lẫn nhau này chưa được, nó phải qua cái chuông học hỏi của nó. Nó học khổ thì nhiều nó mới thành công. Còn người thiện người ta tới, người ta cũng phải học. Hướng thượng nhiều họ mới thành công.
cái thấy họ hiền hiền vậy là được, hiền còn phải học hiền nữa, cháu học bao nhiêu đó đủ đâu. Còn mấy thằng ác phải học ác nữa, nó làm tôi quỷ sứ chặt đầu người ta, rồi lúc đó nó mới thấy là ác quá. Thôi tôi bỏ vào thành Phật tu. Khi nó bỏ là không có bao giờ khuyến rũ nó được. Cũng như người đời hút điếu thuốc, khi tôi bỏ thuốc rồi không có bao giờ thuốc khuyến rũ tôi được. Tôi bỏ đi nhảy đầm, không nhảy đầm. Tôi bỏ đi chơi bờ, không chơi bờ. Người đó nó mới trở lại tốt. Từ cái xấu nó đi trở lại tốt. Mà đêm nằm trong cái mầm móng thương yêu hết. Cho nên người tu người ta dòm thấy là thế ra. Người ta nói thế gian loạn chứ không có loạn. Người nào cũng phải ăn. Thiên sanh nhân, hà nhân, vô lập địa, sanh thảo, hà thảo, vô căn. Không có cọng cỏ nào mà không có rễ để hút nước. Thì nó bắt buộc phải ăn. Nó giữ cái gì tới giờ đó nó cũng phải ngủ. Ăn ngủ nghĩa tam đại sự nó phải làm. Luật buộc nó phải làm việc. Không có từ chối được. Cái ốc nó nói gì nói, nhưng mà đau bụng nó phải đi cầu. Không làm gì hết. Không được hết. Không chạy đi đâu hết. Cho người ta nhìn người ta chỉ cười thôi. Rồi một thời gian nào nó sẽ. Còn cái tu thiền này là đối với người thường, họ nào giờ không biết họ tập cho thể thao cho nó khỏe đi. Rồi từ cái thể thao đó tập cho nó khỏe, nó ổn định khối óc, ổn định tới ngũ tạng rồi. Tới lúc đó lần nói cho chí khí nó nghe. Mà nó hồi nào giờ nó cũng học văn chương, viết thơ này kia lưu loát. Nhưng mà khi mà tập trung rồi nó cũng bao nhiêu chữ đó mà nó viết văn chương hay lắm. Rút ngắn lại, truyền cảm là cũng cái chữ đó thôi. Thì mới thấy là cái chân tâm là quan trọng. Người tu không có tâm làm sao hướng về chân tâm. Phải có cái tâm mới hướng về chân tâm. Hướng được chân tâm á, rồi không có hoạn nạn. Hướng về chân tâm mới biết tha thứ và thương yêu. Và biết tha thứ và thương yêu thì học từ bi và thực hiện từ bi như tương lai. Nó có lớp có lá, không có phải gom gọn nói cục thì nó có được. Nó phải có lớp có lá, có trật tự. Chỉ vô trường đại tiểu học, đại học, nó phải trật tự. Người tu nhiều năm được phát triển tâm thức ở chỗ nào, ta nói mình thấy. Người ta sinh tu nhiều năm mà nói u ơ không tròn. Thì người ta cũng thấy, mà người ta chỉ biết cười thôi. Rồi một ngày nào đó, hoàn cảnh là không sinh. Cái hoàn cảnh sẽ đổ cho nó không biết. Ngày nay nó gặp ông này nói, nó thích, nó đi theo. Rồi mai cái nó thấy ông kia hay, nó đi theo. Hoàn cảnh là ông sẽ dẫn nó chứ. Cho nên một con người ở thế gian, có người có mấy trăm ông thầy dạy. Chứ không phải một ông dạy được đâu. Con mình có ông thầy, mà vợ của mình có ông thầy, mà bạn bè mình cũng là thầy. Tới khi mà truyền pháp như tôi bây giờ, tất cả tôi nhìn tất cả là thầy, chứ đâu có dám kêu ai học trò nữa. Nhưng nãy giờ anh ấy dạy tôi nghĩ cái cạnh khoa học, tôi học cạnh khoa học. Tôi nghĩ chuyện học không là tôi không nghĩ là chuyện dạy người ta. Rồi tôi lấy tôi lập cái nào tròn được là tôi nói, còn tròn không chịu thua. Vậy đó, tôi học hoài, mà học tới bây giờ 6-7 tuổi tôi cũng còn học. Đâu dám nói dạy ai đâu. Cái này là con cũng còn. Thì nãy thầy có nói với con là xác và hồn. Thầy nói rằng là hồn là điều khiển cái xác để nói. Nếu như không có hồn thì xác không nói được. Và thầy có dẫn chứng cho con biết là một cái xác trong nhà chết làm sao nói đi. Thì con cũng nói với thầy về cái này. Thì hồi đó con có biết một cái ông cùng ông hồi nãy, bạn bè của mấy ông hồi nãy, ông anh game gì đó, ông có nói một câu là sống là sự tồn tại của một sự trao đổi chất. Có nghĩa là ông nói là sống là tồn tại của phương của một thể protein nào đó, một tế bào nào đó. Dạ. Thì thầy nói rằng cái xác làm sao nói được. Con chưa hiểu thầy muốn nói cái xác là như thế nào. Cái xác nằm ở ngoài ngà xác thì theo con đó không phải là cái xác. Không nói được. Cái xác nó phải sống hay là không sống. Có những cái xác mà nó không nói được. Nhưng mà mình dùng chữ nói thì nó hơi hạn hẹp. Mình phải nói rằng là cái đó nó có phát được âm thanh hay không. Con chó nó cũng là một cái xác, nhưng mà nó cũng phát được cái âm thanh của loài chó để nó cùng hiểu nhau. Con người mình cũng phát được loài âm thanh của loài người để mình hiểu nhau, bởi vì mình sống gần nhau để mình. Cho nên một cái xác đặt trong nhà xác, mình không thể nói rằng nó có thể nói được, bởi vì nó không có sống. Cái đó không còn gọi là vật thể sống nữa, mà nó đã bị hủy hoại rồi. Tất cả mọi tế bào trong đó nó đã bị phân hủy hết rồi. Nó không còn thể gọi định nghĩa nó là sống nữa.
cho nên nó không thể nói. Dạ. Cái xác thì không thể nói. Vì lý do đó cho nên con cũng không nói rằng là cái hồn điều khiển cái xác để nói. Nhưng mà mình phải, con phải hiểu rằng là cái xác nó như thế nào. Phải gọi nó là một cái vật thể sống. Nếu như cái xác ở trong nhà xác là con còn sống thì con nói được. Bởi vì nếu con đã chết thì con không thể gọi rằng là một vật thể sống nữa. Và một vật thể sống thì không thể hoạt động, không cử động, không có cái gì sống mà không cử động cả. Cho nên là nếu mà nói cái xác thì nó không thể sống, không thể nói được. Nhưng mà cái xác đó nó còn sống nó thì nó sẽ nói. Cái xác sống cũng là cái xác, sao không biết gì hết. Nói vậy đó. Rồi cái đau á, bây giờ anh nào giờ không ăn cắp, không có lừa gạt ta. Thấy không? Dạ. Chỉ mặt thằng nó chuyên môn lừa gạt. Nhỏ lớn tôi đâu có lừa gạt. Tôi nói tôi đau quá. Cái gì đau không? Chỗ nào xác anh, chỗ nào đau, chỉ đau. Đau quá. Đau tôi ngủ được. Nhỏ lớn ăn cắp ai đâu mà nó nói tôi hoài. Nó nghe em đau tôi nó nói hoài. Tôi đau quá. Mà đau chỗ nào? Xác không có chỗ đau. Cái hồn đau. Thấy không? Con kia nó yêu tôi chết cũng lấy anh. Bây giờ giết tôi nói vậy. Sao? Khổ quá. Cái gì khổ? Cái gì khổ? Xác anh đâu có khổ. Tế bào anh đâu có khổ. Mà tại sao anh khổ? Đó, thế thì mình cho họ. Được. Tại sao mà nó yêu tôi mà nó giết cái thơm. Tôi khùng tới ngày đó. Chịu không nổi. Rồi cái gặp cái ông đó, ông giải gì duyên nghiệp. Mày khước. Nếu mình chính nó mình còn khổ nữa. Không có hồn quá. Phải có hồn không? À, hiểu cái hồn. Cái hồn khổ. Mà cái xác bị vết thương nào mà nó đau ghê. Ngủ không được, trằn trọc ra đêm. Phải nhớ là mình có cái hồn. Cho nên khoa học không hiểu cái đó. Ráng rồi đi tới khoa học quyền bí mới hiểu cái hồn. Cầm theo khoa học mà phải cầm theo quyền bí mới hiểu cái hồn. Vậy thôi. Chuyện rất rất gần của chúng ta. Nha. Cảm ơn anh ngày đó. Cảm ơn giờ mình phải có trao đổi gì mình có học hỏi. Nó đóng góp rất nhiều cho mọi người. Cảm ơn. Dạ, nhưng mà cũng xin các thầy cho thêm chút kinh nghiệm cho mấy người. Còn ai hỏi đâu? Có ai có thêm câu hỏi? Dạ, con có hỏi của họ. Đây thôi. Tại anh đó anh chiếm hết giờ. Đó, anh đóng góp rất nhiều à. Đóng góp rất nhiều. Thầy con có câu hỏi là trường hợp anh bạn mới hỏi vừa rồi là trường hợp của con là cũng 10 năm trước cũng nhiều câu hỏi như vậy á. Vì nó không có lòng tin. Không có lòng tin. Bởi vì có lòng tin thì không phải lòng dựa tin. Vào những cái học của mình đọc tới sách lúc à. tới lúc thấy là mới biết. Thì hôm nay con hỏi thầy là cái con là người mới vô pháp, pháp môn vô vi, mà thầy thì trong sách thì có bảo là đừng có tin, cứ làm đi rồi mới tin. Đừng có tin thì duyên mạng bạn nghe tức. Đâu có tin. Thì đó thì duyên mạng không là nhiều câu hỏi lắm. Là người đâu đến, hồi xưa Phật mới ra đời, mới á, thì có vài triệu người à. Bây giờ mình cả tỷ người đến ở đâu nữa á. Thì ông đó là ông Tám bắt đầu tu vậy, một phê. Tôi cũng mê đảng của ổng chứ đâu. Nhưng mà nếu mà anh mà đi học, đi đọc sách Phật nhiều thì anh sẽ thấy là trong sách Phật người ta nói là trên thế giới này có 6 thế giới. 6 thế giới mà thế giới nào bằng thế giới mình á. Rồi mình từ tiến hóa, từ thế giới trời, người, súc sinh, cả quỷ, Atula, địa ngục, từ từ mới vòng qua trở lại thì sẽ thấy là rất là nhiều người trong tương lai sẽ còn nhiều nữa. Tại vì nếu mà nói về các quốc độ Phật thì rất là nhiều không? Rất là nhiều thế giới ở trong thế giới này. Mà tất cả những cái đó mình có chấp nhận hay không là ở cái lòng tin của mình. Không phải là không thấy. Nhưng mà bây giờ thầy lại giảng là đừng có tin, cứ làm đấy án. Từ mình mới tin. Bởi vì cái pháp con này là... Thấy con không hiểu tại sao. Cái pháp này là xong ra. Bây giờ nắm pháp này nó cần tin. Nhưng mà nếu mà không tin thì lại tình trạng anh bạn kia rồi. Không. Khi mà anh tình số anh hiểu tới đó là anh phải khai thác ra. Nãy giờ anh nói Atula, tôi hỏi anh Atula là cái gì? Cái là con không hiểu nhiều không? Tôi cũng giống. Con cũng chỉ là, Atula là cái gì đó. Là con như con két đọc trong tin Phật thì thấy. Anh mới xét chứ. Thì thấy anh kia là anh đàng hoàng, anh xét. Tôi xét được tôi mới tin, chứ tôi xét được tôi tin. Tôi tu rồi sau này tôi nói, bà không cứ tin đi. Tin như vậy.
Dạ, nhưng mà nếu mà không tin thì lại lâm tình trạng như anh bạn kia. Đâu, đâu có tin. Anh thực hành cái này, bây giờ anh soi hồn, anh pháp luân thì anh thấy nó tới đâu. Bởi người không ta nói là khi anh bớt ồ ồ, thì anh đi tới cái bớt ồ ồ có đã, thì không anh đi tin ông Bạc được chứ. Tại vì thầy, thầy là con có đi hỏi mấy vị mà ở trên mấy vụi mà thầy chùa đây, mấy ông đại đức, mấy ông thượng tọa đây á, thì có hỏi là bây giờ con muốn tu thiền với hay tu tịnh độ thì tu như thế nào. Ông nói à, bây giờ trước hết mà thí chủ mà muốn tu thiền á thì thí chủ phải học giáo lý Phật giáo trước. Học giáo lý trước để làm gì, để tạo cho thí chủ một niềm tin á, rồi lúc đó thí chủ thiền thì nó mới có kết quả. Chứ thí chủ mà chưa có tin và thiền thì không có kết quả, không làm sao mà thiền được á. Xét là xe. Xét là như thế nào? Người ta nói Phật thì ông thượng tọa ông mới kết nghĩa là muốn làm Phật thì phải khổ, phải bỏ nghiệp tâm nó mới thành Phật. Mà khổ như thế nào? Rồi khi mình có chuyện khổ mình tới với ông thượng tọa đó là cái khổ mà thầy nói cho con nghe đó, bây giờ con bỏ cái đó là con mới đi trở lại. Thì bỏ được không biết tin cái đường mình đi nó đúng, tin là tin đến khả năng của mình, tin là tin đường mình đi mình mới phán xét. Chứ còn cái ông kia ông nói Phật là quan trọng lắm, Phật là vi diệu lắm, rồi mình cứ nghe Phật là quan trọng, Phật là vi diệu, mà mình đâu có thấy gì đâu. Đã làm cho mình khùng như thế. Hồi nay mình phải xét từ hành động một, mình giải được cái nghiệp tâm bằng cái gì kia bằng cái nghiệp, mình rước nó vô thành cái nghiệp. Còn anh chỉ không anh tin càng là anh đem cái nghiệp vô tâm rồi đó, anh đâu có giải nghiệp được. Nhưng mà nếu mà cái nghiệp gì, tôi tin ông Phật mà nghiệp gì, tin cái gì, anh tin anh không hiểu giá trị của ông Phật, mà anh đâm đầu anh tin ông Phật là anh rước cái nghiệp ông Phật, anh nghiệp tỷ lại, tỷ lại không Phật độ. Thôi tôi không có lo cái gì giao Phật làm. Đó, anh có cái nghiệp rồi. Đó, thành anh khổ. Mà anh tu hoài không có tiếng. Nào, còn anh kia anh xét ông Phật là phải làm sao, phải sửa cách nào, phải tiến hóa tới vô cùng. Từ khoa học, từ vụ lãnh vực vô vật chất, rồi tới khoa học quyền bí. Chi nó mới mở. Tùng phá ra nó đi. Để hiểu cho nó không? Chắc còn anh cứ nghe anh tin ông Phật rồi, đâu có được. Ông Tư viết sách, các bạn đừng có tin tôi nha, thực hành người thấy. Bây giờ ông sợ mình trì trệ, mình không chịu làm, mà mình chỉ ý lại nó ổng là mình thụt lùi. Mình làm mà nó khác. Anh nào? Mà con nó thiệt thầy, nếu mà con không có tin thì con cũng nghĩ lung tung, lúc mà con soi hồn con nghĩ tùm lum cơ lá. Không biết làm sao mà nó thầy có cách nào mà cho nó bỏ được cái đó, để tập trung vào đâu không? Cái tập niệm của anh nó không phải là mới đây con. Từ ra đời tới bây giờ anh rước cũng như rước rác ở trong này. Mà anh bịt như vậy thì nó phải văng ra. Nó tùm lum, cứ cho nó tùm lum mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho mày tùm lum. Nam Mô A Di Đà Phật anh hiểu là cái chấn động đem lại quân bình. Mà muốn có quân bình thì mất quân bình mới đi tới quân bình. Thì anh mới nắm được. Từ mất quân bình mà anh niệm được á, nó quân bình. Cũng như cái không mà ta tới ta đánh anh hai bạc tay vậy nha. Rồi anh đập thêm anh diễn, quánh nữa anh phải gần mình lên chứ sao. Còn mình lúc đó là anh đứng dậy mạnh rồi, anh wrestling nó hai ba cái anh tin nó. Còn anh không dám, anh nó mạnh lên, nó nặng, cái đó là anh bị chết. Anh hiểu không? Bí rồi anh đứng lên, anh thấy mạnh, học cái dũng. Ở chỗ đó đó. Cho nên vừa vi là tạo cho con người học dũng. Những cái chuyện tùm lum trong này, trong óc chuyện có nói không nói có của mình đã làm nhiều rồi, thâu nhiều rồi, bây giờ nó ra, cho nó ra. Nó ra trong cái tư tưởng. Rồi khi mà tương lai mà anh biết vô về cái nó quên hết rồi. Lúc đó là anh thấy cảnh khác. Nó phá vỡ cái sân định mà anh thấy cảnh khác. Lúc đó anh chứng xuống chứ rồi. Chứ thầy chừng bao lâu nó mới chạy ra. Con tập mấy tháng rồi chứ chưa. Mấy tháng anh chung luôn ra. 3 năm anh mới thấy tánh anh. Chứ bây giờ anh chưa thấy tánh anh. 3 năm. Ở trong nhà anh ấy, tôi nói nhà anh dơ. Mà anh dồn mà anh thấy đâu có dơ. Anh đâu hút bụi chứ, mà chừng nào mà anh rờ anh thấy bụi, anh ngứa ngay, anh mới hút. Thì cái nó không ra làm sao anh thấy nó là bụi, lúc đó anh hút là đã hết. Anh hiểu không? Đó, tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Trong chùa có nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, khi mà nắm được rồi là giật Phật. Đặt đạo chỗ đó đó.
Đừng có nói các chính xác rồi. Ta nói Atula, mình cũng Atula. À, là nó kẹt tùm cái mỏ lại, ra lại. Tôi nói được đơn giản vậy thôi. Nó tôi nói gì có âm thanh thôi. Atula, nó bị như đó là thành quý chứ gì. Nhiều không? Cách nghĩa nói Atula, nói tầm bậy bạ. Đâu ai đâu. Bây giờ nếu xin thầy cho 5 phút mà tôi câu hỏi thì sẽ đặt rất là khẳng đoạn. Xin phép thầy, muốn anh chị cho phép con kinh giáo thầy. Ờ, vô đây ngồi đấy. Các thầy biết giống cho lỗ tai bự quá vậy. Lỗ tai giống Phật, cái tôi là biết. Đấy. Dạ, kính thưa đức thầy, giống anh chị. Thì con xin phép cảm ơn các thầy. Còn có dạ dạ dạ. Kính thưa đức thầy, dạ, kính thưa quý anh chị, con xin phép đức thầy chủ trì cho tỉnh giáo dạy điều về đạo pháp. Con có ba câu hỏi. Thứ nhất là cái vấn đề mà tu thiền các pháp khác, cái hành giả bị tẩu hỏa nhập ma. Cái thứ gì là bây giờ tôi giải là muốn nói cái tẩu quả nhập ma phải biết quả ở đâu mà chạy. Tẩu là chạy gì? Quả là lửa nhé. Thì con người đều có chân quả hết mà sử dụng sai thì nó tẩu quả nhập ma. Thì bất cứ pháp nó tu nó tẩu quả nhập ma thì tu pháp nào nó cũng tẩu quả nhập ma hết, vì cái ý tư tưởng nó nghĩ xấu cho người khác, nó có cái chân điển, nó có chân quả mà nó không biết ứng dụng với vũ trụ, không nghĩ chuyện vì tất cả mọi người vị tha, mà nó nghĩ chuyện phá mọi người. Có nhiều người nó vô tôi tu rồi bữa sau tôi xuất hồn, rồi bắt đầu chủ nhà băng lấy tiền trả. Cái đó là cái chân mà quả của nó chạy bậy rồi. Cho nên người ta có cầu nguyện để cho cái chân quả nó được gom tụ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm. Thì mình mới nghĩ ngài Quan Thế Âm không phải dễ gì thành. Ngài đã gặp biết bao nhiêu sự khổ và cái hạnh hy sinh thương yêu tha thứ của ngài. Thì cái quả của chân quả của mình nó hòa hợp với từ quan của ngài. Thì cái quả của mình sử dụng đúng chỗ. Nhờ quả mình mới đi tới. Nhờ cái chân quả mình mới đi tới đánh đề phẩm. Thì mình sử dụng đúng chỗ. Còn nhiều người ta vô ta nói tôi không cần niệm mấy câu đó, tôi cứ soi hồn với tôi làm pháp luân đủ rồi. Là nó nghĩ cái chuyện trong này nó nghĩ, nó đem cái quả nghĩ gì? Nghĩ dục. Tuổi trẻ thanh niên về này nghĩ gì? Dục. Dục chừng nào thì tẩu quả nhập ma vậy. Mà nó nghĩ gì? Thiện lành. Thì cái chân quả nó ứng dụng đúng chỗ. Đó, cho nên cái pháp nào cũng vậy. Nếu mà người hành không biết sử dụng cái chân quả của mình thì chân quả nó sẽ tán loạn, tẩu quả. Còn cái pháp này khó, không cách nào tẩu quả nhập ma. Vì những người đã bị tẩu quả nhập ma nghiên cứu cái pháp này thì cái pháp soi hồn này cũng khứ trực lưu thanh và làm pháp luân thường chuyển, cũng đem nguyên khí của vũ trụ thanh nhẹ giải tỏa cái trực khí của mình. Thành nên ta tránh trước, cái nào cũng là tránh trước hết, không có bị được. Thưa cô, xin hỏi thầy minh giảng điểm mà cái nguyên lý điểm quan trụ trụ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nguyên lý đó giảng hết trong băng rồi, là sự quân bình. Khi mình co lưỡi răng gề răng, tại sao mới co lưỡi răng gề răng? Là có nước miếng chảy. Cái kiểu vũ trụ này nó vận hành, nó vận hành cái nước là cái máu huyết nó chạy. Mà mình nói Nam là nó mới tập tiếng cuối cùng, nó tập trung ngay chỗ hai cái mắt điểm quả nó xuất. Mô chỉ rõ vật vô hình. A nhâm quý gồm thấu nó thẳng thẳng thủy luôn xa nó chuyển. Di giữ bền ba báo linh sinh quý là đà ấy phát sắc vàng bao trùm tất cả. Những quý vị bây giờ mà không có cái màu cái hào quang vàng đó là con ma nhập. Phật hay thân tịnh ở nơi mình biết chuyện của mình, tu để biết chuyện của mình,
mới lập lại trật tự bằng an, nhiên hậu mới ảnh hưởng được. Hiểu chỗ này không? Đó, cho nên cái Nam Mô A Di Đà Phật không phải niệm cho Phật nghe, mà niệm để tìm hiểu căn bản nguồn sống của chính bản thân mình thì mới an nhiên tự tại. Còn tu mà không hiểu mình thì cứ động hoài, ý mã tâm viên không được. Mà tu mà an nhiên tự tại rồi thì mới được. Phải quan thông tất cả những sự việc mà mình đang làm, cái chấn động trong cơ tạng mình đang chuyển hòa hợp với các không vũ trụ là một, thì càng thiền càng định và không sợ ma quỷ áp chế. Thưa thầy, mình tập thiền theo pháp lý vô vi và mình biết phương pháp sử dụng cái tâm định bộ đầu nhằm ích lợi gì, cái mục đích gì, tại vì mình sử dụng chỗ cái tâm định chỗ khác như thế này. Nhưng bởi vì tất cả là ba hội nó quy hợp trên bộ đầu. Tất cả một cơ cấu nhiều phân có đầu, con rắn có đầu, con ruồi có đầu, con mũi có đầu, mà đầu mới liên hệ với càn khôn vũ trụ. Trung tâm bộ đầu là trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ liên hệ với nhau. Con người mà biết niệm Phật sử dụng được trung tâm bộ đầu, con người đến lúc nào cũng bị lấy cái điển của vũ trụ, chấn động của vũ trụ để điều trị cơ tạng. Cho nên cái gì cũng bắt ngay trung tâm bộ đầu để nó gom tụ lên đây, thay vì dùng ở chỗ này, hay dùng chỗ này cũng như người ta nội công, người ta đánh võ thì ta hít vô 12 hơi, người ta nín thở, người ta nuốt cái ớt là đem xuống cái đơn vị. Cái đó khác, cái đó không có đi về từ bi được, gặp là phải đánh, đánh là phải thắng. Nghe không? Thì nhiều khi con mắt họ đỏ lên, tánh hành lắm. Còn ở đây mình gặp trung tâm bộ đầu, nó lên trên này thì thăng quan ở trên nó hút giải tỏa để con người thanh và đi tới đâu dễ có cảm tình vui hòa với họ. Mình giải được thì gặp người khác thì mình cũng rút giùm cho họ, họ trượt nhưng mà mình ngồi bên mình rút cho họ, giãn họ nhẹ vui nói chuyện hơn. Cho nên bạn đạo với nhau, chủ nhật thứ bảy chủ nhật gặp nhau giảng về chân lý, bởi lũng cũng hai bên không hiểu, cũng gây một mắt nhưng mà thương, gây một mắt nhưng mà thương. Bởi vì trên đường tầm chân lý, truy tầm chân lý thì mong nó kỳ tới mở hơn, mở thêm hơn, cứ vậy đó. Mà trên đường truy tầm chân lý phải thương yêu. Cho nên bên Cali tụi gặp nhau cãi cãi túi bụi tung bùng, cãi ghê lắm nhưng mà rốt cuộc phải thương yêu vậy. Không ai động một người của nó được, thương lắm. Phải không có mấy đó nó không có mở trí được thì nó vui. Dạ, cô xin cảm tạ thiên hơn thầy. Cảm tạ. Thưa thầy, con có cái trở ngại là lúc con soi hồn á, nước miếng con có nhiều khi nó bị nghẽn, nó làm cho con giống như mất thở. Ngó bên tay trái nuốt. Phải ngó bên tay trái hả? Nuốt. Xây bên tay trái nuốt. Cũng như vậy đó. Con đi làm thì con tới con chăm sóc, thường thì con thường chăm sóc cây cối lúc mà con trồng ở nhà. Thì có một buổi chiều đó có con mèo á, nó nhảy vô khu rừng với con. Thì con tự nhiên cái con mắt con nhìn vô cái đám rau đó, kiểu thấy cái rau nó rung lẫy bẫy hết trơn. Rồi con nhìn lại con mèo, cái con nói chứ đi chỗ khác chơi, mày đừng có nhảy vô đây làm cây cối nó sợ. Thì con nói vậy xong mà con quay lại con nhìn á thì cây nó rung thiệt là rung, mà con giờ bầu trời thì không có gió, mà con nhìn xung quanh mấy cái cây khác thì nó không có rung, mà chỉ con cái đám nó rung mà con thấy vậy con tự nhiên có con tự nhiên con nói thôi đừng có rung, con mèo nó truyền qua bên đó. Dạ, mà con nói thôi mày đừng có rung, người ta đuổi mèo đi nha. Mà giờ con mà con rụt mắt con mấy lần thì con nghĩ là mắt con nó có thể nó bị mờ hay cái gì đó, nhưng mà thiệt ra thì con tưởng tượng là con nghĩ rằng là mắt con nó không có mờ vì là sao vậy? Cái lá cây, cái cây nó có cái hào quang của nó. Nhưng mà con trồng cây, những người thiền á, trồng cây trong cái phòng thiền này đó, cây nó to. Mà khi con trồng rồi, con tới con nói chuyện nó được. À, nói chuyện nó được. Lấy cái tay vuốt nó, lấy cái tay vuốt nó, con thấy nó cười vô đó. À, nói chuyện với cây trái cũng như cái bà ở Phi Lực Tân, bà Nay Na là bà về là tất cả cây dường, bà ra mà nói chuyện, bà rờ, bà vui. Mà tôi nó mừng. Bà về thì bông nó đua nở đẹp lắm. À, bà đó là nói chuyện với cây bông không à.
cả tháng năm không nói chuyện với ai được hết. Bà lắm, bà cứ chơi với nó, chơi với nó thì bà vui, bà nói thiệt, ông nghĩ cho cái này hay quá. Bà chỉ chơi với cái đám bông này, nói chuyện chồng nó cũng không được. Nói ra nó nói chuyện với mấy cái bông nó bà vui à. Đúng, nó có sự sống của nó. Vậy tánh con nóng lắm á thầy. Chết lắm. Con tánh trai mà nữ mạng nam tánh boy, thằng này boy. Thôi xong rồi hết. Dạ, thầy. Thì con xin nói với tất cả các quý bạn đạo ở đây là thời gian của thầy ở đây rất là ngắn. Thầy sẽ đi Pháp trong vòng một tuần nữa. Nhưng mà chúng ta có một cái tin vui là ngày hôm qua chúng tôi có để được thầy một lời thỉnh nguyện là xin thầy trong năm tới sẽ tới Thiền viện Nhẫn Hòa trong vòng 3 tháng và thầy đã chấp nhận. Thầy chưa chấp nhận nhưng mà thầy cười rồi. Thì sẽ trả lời sao? Sẽ trả lời sao? Thế là tìm buồn. Nhận thơ chưa trả lời mà. Thầy tu thì không buồn được. Thì cũng là một cái dịp, nếu thầy ghé qua thì sẽ Nhẫn Hòa trong vòng 3 tháng thì cũng là một cái dịp để chúng ta có nhiều kỳ giờ đặt những câu hỏi cho thầy nhiều hơn. Hy vọng là lúc đó các anh ở dưới kia sẽ có những câu hỏi khác. Chúng tôi rất mong là các anh các chị có những câu hỏi nào mà hỏi để cho thầy bí đó. Thì thầy có cảm nhận được cái giá của một người bạn đạo mà hôm nay không có mặt tại đây thì nhờ con để đọc anh đâu á. Dạ kính thưa thầy, hôm nay con có một câu hỏi xin nhờ thầy giải đáp cho con. Chưa những người tu về thuyền vô vi khi uống bia và uống rượu và hút thuốc thì có hại về phương pháp thiền hay là không? Uống thuốc, hút thuốc, uống rượu, bia là hại cho thân xác của hành giả. Yeah. Còn vô vi không có bị hại. Trả lời như thế. Đào... Hút thuốc, uống rượu, bia là hại thân xác của hành giả, cho vô vi không có bị hại. Tức là hại về cái trong uống nhậu xong xuôi hết thì thân xác của hành giả không có tốt, kết quả không tốt. Là hại thân xác của hành giả, còn vô vi không có bị hại. Con cũng xin có một câu hỏi là trong những lúc thiền lúc các bạn đạo cùng nói chuyện về phần tâm linh á, tự nhiên cái đầu của con á thầy nó không ngay đỉnh đầu nhưng mà nó chung quanh cả cái bàn đầu á, thì nó có một cái sự giống như là những cái lỗ chân lông á, nó giống như nó hở ra và nó có một cái cảm giác là cái có một cái gì nó đi quanh cái bàn đầu á. Thì cái đó là quần khi mà quần, tại vì mọi người nó ngồi xung quanh con đó, nó dồn cái đầu của con này tu cái bộ tinh tấn quá thì nó hướng về đó thì con phải hút, mà đáng lẽ con niệm Phật mạnh là hút một cái càng cũng như tới dồn đầu tôi là không có sao. Cho hút nó cái nó nhẹ lìa mà con còn yếu nó chạy rần rần thôi. Còn một cái thứ hai nữa là khi con thuyền thở thiền chuyển á thì lúc thở khoảng hai hơi đó thì hơi thứ ba thì cảm thấy nó trong cái ruột á, khi hít vô thì thấy nó có cái gì nó bùng con rất sợ. Thì con không sao, con cứ làm tới đi, đừng có sợ. Đừng có vì một chấn động nào mà tại vì vấn đề ăn uống. Như ăn uống nó xảy ra như vậy. Thì không sao, còn uống nước còn làm tiếp nó, không phải ăn chung. Quá thích quá thì vui. Cảm ơn thầy. Tất cả mọi người như vậy cũng bài học ở đây có thêm nữa.